Rất vui được gặp lại quý vị khán giả để chúng ta cùng nhau lắng nghe chia sẻ về những vấn đề sức khỏe thường gặp. Mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề giải pháp điều trị hiệu quả bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch. Thưa quý vị và các bạn, bệnh suy giãn tĩnh mạch ở chân là một bệnh lý khá phổ biến và theo thống kê thì có đến 30% dân số ở độ tuổi lao động, 50% dân số ở độ tuổi về hưu mắc chứng suy giãn tĩnh mạch. Và căn bệnh này gây ra những triệu chứng vô cùng khó chịu như là sưng phù nề chân, thâm tím, chuột rút hay là nặng chân. Và căn bệnh này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh rất là nhiều. Ở dân gian cũng có câu đó là thập nhân cửu trĩ. Bệnh trĩ cũng là một căn bệnh vô cùng quen thuộc. Và có một điều đặc biệt là có đến 80% bệnh nhân mắc suy giãn tĩnh mạch có kèm theo bệnh trĩ. Tại sao là như vậy? Mối liên quan giữa bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch như thế nào? Và cách điều trị hiệu quả hai căn bệnh này? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay những vị khách mời. Xin được giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam. Xin chào MC. Xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vị khách mời thứ hai đó chính là cô Phạm Thị Hằng đến từ Chương Mỹ, Hà Nội. Chào MC và chào bác sĩ. Và vị khách mời cuối cùng xin được giới thiệu chú Nguyễn Hồng Quang đến từ Hà Nội. Chào bác sĩ, chào quý khán giả. Thưa quý vị, trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với các vị khách mời, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự. Cô Hằng lại mệt nhọc vì căn bệnh suy giãn tĩnh mạch chân. Cô tâm sự rằng căn bệnh này đã đày đọa cô đủ đường, từ việc không thể đi bộ nổi tới 5 phút cho tới việc nhẹ nhàng như đứng nấu bữa cơm cho chồng con cũng là một thử thách. Cô thì mắc bệnh từ 2014. Mới đầu thì cứ thâm tím lên thì người ta bảo là xuất huyết ngoài da. Tính cô thì hay sạch sẽ, thế là cô cứ hay lau chùi cửa sổ hay là quét cái gì là va một cái thì là bắt đầu nó mới thâm. Ra viện bạch mai khám thì cũng không khám cái suy giãn tĩnh mạch, thì về người ta cũng cho thuốc uống thôi mà nó không khỏi, thì bắt đầu nó như thế, càng ngày thì nó lại càng sưng to, nó sưng nó phù đi cái chân, nó cứ như là cái người phù đi, nó cứ bịch. 10 người ai cũng kêu rằng bà làm sao mà bà cứ để thế này, nhưng mà cô đi hết thuốc đây thuốc đó mà nó lại không khỏi. Tạm viện 108 thì cô lấy tháng 6 triệu, về khám thì nó cũng bảo là bị suy giãn tĩnh mạch từ hai chi dưới đấy, thì là người ta cho thuốc thì cô uống, cô cũng không thấy gì, cũng không đỡ, nó cũng vẫn như thế thôi, chả thấy giảm cái gì cả. Đến nỗi là đi đôi dép nào không vừa đâu, xỏ cái bàn chân này không cái dép nào vừa. Nó to, nó sưng lắm mà nó cũng móng ra này này. Trong có lúc thì bỏ đi chân đất, không đi dép được nữa. Nằm thì nó đau đớn, nó cứ tê bì chân tay, nó chuột rút, nó co, bóp, nó khổ. Đau đớn mà khó chịu lắm cơ. Đau không còn chịu nổi, thì cô cứ bảo là cô thiếu canxi. Thì cô đi mua canxi, cô uống đấy. Nhưng mà nó cũng không thấy gì cả, nó cũng vẫn thế thôi. Không ăn không ngủ được, đau đớn lắm. Thì cô lại nằm, cô còn phải vuốt chân, vuốt tay, nắn nhá. Xong này bây giờ ấy, xong phải kê cái gối ôm đấy, xong kê lên để gách hai cái chân lên. Nằm nó khó chịu, còn quay đi quay lại khổ lắm. Cái cháu nó nhức như là cái gì nó cắn vào trong cái xương của mình. Câu hỏi đầu tiên Hoàng Phương muốn dành cho bác sĩ ạ. Bệnh suy giãn tĩnh mạch ở chân và bệnh trĩ thì có một mối liên quan mật thiết với nhau. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ cho quý vị khán giả được biết cái mối liên hệ này như thế nào và ai là có nguy cơ cao mắc phải hai bệnh lý này ạ? Đây nó đều là do cái tổn thương của hệ tĩnh mạch, chỉ khác nhau ở vị trí, do đám rối tĩnh mạch trĩ ở vùng hậu môn, còn ở chi thì là do cái hệ thống tĩnh mạch ở chi nó không đảm bảo cái chức năng đưa máu về tim. Các cái triệu chứng của nó là cũng có cái giống nhau và xảy ra ở những cái đối tượng cũng giống nhau. Hai bệnh này đều xảy ra ở những người cao tuổi. Cả trĩ cả suy giãn tĩnh mạch này nó đều xảy ra ở những người mà đứng nhiều, ngồi nhiều, ít vận động. Ngoài ra phụ nữ thai nghén cũng hay xảy ra bệnh lý trĩ và bệnh lý suy giảm tĩnh mạch ở chi. Phụ nữ mà đi guốc cao gót là cũng hay bị suy giảm tĩnh mạch chi. Trĩ thì nó khác biệt nữa, người táo bón thì hay bị xảy ra trĩ. Vậy thì không biết là những triệu chứng nào giúp cho chúng ta biết được là chúng ta mắc phải hai căn bệnh này ạ? Thứ nhất là cái trĩ ở độ 1 và độ 2 là thường bệnh nhân đại tiện ra máu, sau đó là người ta thấy rát hoặc đau. Nếu mà cứ tiến triển lên thì sang độ 3 thì bệnh nhân đại tiện xa lồi búi trĩ. Và đến độ 4 thì nó bố trí nó cứ ở ngoài thôi. Và đặc biệt nữa là sao? Nó sẽ chảy dịch và ngứa. Bệnh suy giãn tĩnh mạch ấy, đặc biệt là cái dấu hiệu ban đầu của cái bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, không để ý mà nó
hay bị thoáng qua và dễ nhầm với các cái bệnh khớp. Nó có biểu hiện là tê tức buồn ở chân và nặng chân, và đặc biệt là người ta thấy như kiến bò. Thậm chí một số mô tả rằng là cảm thấy tại sao hôm nay đi dép thấy chật quá, tại vì nó nề chân mà. Cái chuột rút, tiến triển của bệnh giãn tĩnh mạch là gì? Là nó phù. Và người ta thấy rằng có những cái màu mảng ở chân, nhất là ở cổ chân và bàn chân hoặc là bắp chân, các cái tĩnh mạch nó đã giãn ra khoảng trên 3 mm. Thậm chí có trường hợp mà ở cái giai đoạn cuối người ta thấy rằng nó giãn ra đến khoảng 10 mm, nó có thể vỡ ra, viêm loét rồi tạo thành các cục máu đông ở trong lòng tĩnh mạch. Bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch chân có nguy hiểm hay không ạ? Nếu không được điều trị mà không được chẩn đoán chính xác, điều trị đúng thì chắc chắn dẫn đến nhẹ thì là mất sức lao động, tức là suy giảm cái chất lượng cuộc sống, nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Riêng đối với trĩ thì người ta thấy rằng đại tiện cứ thường xuyên ra máu thì thường là thiếu máu mãn tính, mà thiếu máu sẽ dẫn đến là tình trạng suy tim, tắc nghẽn mạch, nó gây ra xa lồi và bệnh nhân rất đau, có cục máu đông, nhất là cái trĩ ngoại. Và cái trường hợp thứ ba nữa là biến chứng của nó là có thể lâu ngày nó viêm loét cái nhồi máu hoặc viêm loét của cái cục nhỏ ấy thành áp xe, mà áp xe không điều trị được nó vỡ ra, nó thành cái giò, mà giò hậu môn tôi xin nói là mổ rất khó, dễ bị mổ đi mổ lại. Còn bệnh lý về suy giãn tĩnh mạch thì sao? Nó viêm loét không liền và nó dễ nhiễm trùng, và lâu ngày nó dễ bị ung thư hóa. Và nếu không điều trị cẩn thận, có những trường hợp cục máu đông này nó di chuyển đến vùng phổi, dẫn đến gọi là thuyên tắc mạch phổi và có thể gây tử vong. Có thể thấy là nếu mà chúng ta không chẩn đoán và điều trị kịp thời hai bệnh lý này thì sẽ gây ra những biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì theo bác sĩ thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp nào và có cách điều trị nào hiệu quả hai căn bệnh này ạ? Xu hướng của thế giới hiện nay, người ta đều tìm kiếm những cái thuốc mà có xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên thì nó vừa lành tính, vừa an toàn mà nó đã hiệu quả, nó đã được sử dụng ở trong dân gian rất lâu. Ví dụ tôi nói như là cái hạt rẻ ngựa ấy, một số cái đề án nghiên cứu người ta nghiên cứu 10.725 bệnh nhân thì người ta thấy rằng nó giảm được cái chứng đau 91% trong bệnh lý trĩ và cả suy giãn tĩnh mạch. Thứ hai nữa là co hồi được búi trĩ và một số các cái vị thuốc khác, ví dụ như là diosmin hoặc là hexcopidin, người ta đã bào chế từ các cái vỏ quả quýt, quả cam để điều trị. Nó làm cho thành mạch bền, dẻo, dai, khống chế được cái tế bào ung thư, ức chế một số cái tế bào ung thư. Và cái đặc biệt nữa là rutin, mà trong rutin thì nó có cái gì, có vitamin P. Vitamin P này người ta thấy rằng nó làm cho thành mạch bền, dẻo, dai. Nếu không có vitamin P thì thành mạch sẽ giòn, dễ gãy, dễ đứt, là dễ tự vỡ. Ngoài ra cái quả lý chua đen có rất nhiều vitamin C và có chất chống lão hóa, hoặc là cái vỏ thông và hạt nho, rồi là cái butcheru chống oxy hóa, đồng thời nó làm bền thành mạch. Đặc biệt nữa là cái bạch quả chính là ginkgo biloba, nó làm hoạt huyết tốt, không tích tụ cục máu đông và làm bền thành mạch, làm cho máu lưu thông tốt, phải có cái cuộc sống lành mạnh, năng tập thể thao. Và cái thứ hai là gì, tránh đứng lâu, ngồi lâu. Chúng ta phải chọn ăn gì nhiều chất, nhiều rau xanh, hoa quả mà có nhiều vitamin C, phải uống đủ nước. Chúng ta tránh tập thể dục nặng, không nên đi guốc cao gót. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiểu phẩm ngay sau đây. Bình ơi, Bình, anh xong rồi đây. Đi dự tiệc mà mặc quần thế này, không mặc váy vào. Em không còn tự tin để mà em mặc váy ra ngoài nữa đâu. Chân em nhá, tự nhiên em thấy nó bị sưng phù lên nhá. Mà em có cảm giác như là nó nặng lên hàng mấy tấn ý. Mà buổi đêm đi ngủ nhá, em lại còn hay bị chuột rút nữa cơ. Đấy, mà đặc biệt là cứ về chiều á, nó cứ buồn đi lại nó rất là khó. Cái chứng bệnh này ấy thì hình như là tôi nhớ rồi, có một lần tôi xem TV. Người ta có nói một cái căn bệnh gọi là suy giãn tĩnh mạch, cho nên nó mới sinh ra cái việc mà chân tay nó cứ buồn rồi nó chuột rút rồi nó tê cứng, đúng không? Nhưng mà cái bệnh này nó có nguy hiểm không hả mình? Mà có chữa trị được không? Mà chữa trị ở đâu? Gặp bác sĩ nào ở đâu? Từ từ thôi, mà em hỏi dồn dập như thế thì làm sao mà anh trả lời được? Thôi bây giờ thế này, chỉ có một người có thể trả lời em được nhá. Ai? Là đến bác sĩ để bác sĩ tư vấn cái bệnh ấy cho em. Nha, đi ngay bác sĩ. Thế thì mình phải đi ngay. Đi ngay, nha, đi thôi. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi còn mời đến trường quay hai nhân vật là những người đã từng mắc bệnh trĩ và bệnh suy giãn tĩnh mạch ở chân. Xin được dành câu hỏi cho cô Phạm Thị Hằng ạ. Khi mà cô phát hiện ra mình mắc phải chứng là suy giãn tĩnh mạch ở chân, xuất hiện những triệu chứng như thế nào và gặp khó khăn gì trong cuộc sống ạ? Từ 2014 bắt đi, nó cứ va đâu thì nó thâm tím, nó sưng. Dần dần thì chân tay nó sưng phù, nó to đến nỗi là sờ vào cổ chân là đau. Đi ra
viện Hà Đông lấy thuốc uống nó cũng không khỏi. Đi ra thì viện 108 khám một tháng hết 6 triệu về uống cũng không khỏi. Đến nỗi là chân tay nó sưng phù, nó tê bì, đứng một lúc thì không đứng được, nó tê bì, nó mỏi, đau đớn rất là khổ. Mà cứ va đâu thì nó lại sưng tím bầm lên mà nó sưng phù ra. Đêm nằm thì là nó lại chuột rút, nó đau mà nó lại nhức. Kê cao chân lên thì mới nằm được, nó chân tay nó sưng phù, không bao giờ cọ được ở cái cổ chân. Bây giờ này, bác kỵ được thoải mái. Chân tay không phù, giờ nó ngót này. Rất cảm ơn những chia sẻ của bác Phạm Thị Hằng. Đến với câu chuyện của chú Nguyễn Hồng Quang, tình trạng của mình đối với căn bệnh trĩ này như thế nào ạ? Chị trẻ thì chú đang công tác ở nhà máy thủy điện Hồ Hình, xa gia đình, xa nhà. Cho nên là mình không tự nấu nướng ăn uống được, và toàn ở hàng quán ấy. Chính vì thế cho nên là cũng có thể là nó mới sinh ra cái bệnh viêm đại tràng, rồi kèm theo thêm bệnh trĩ đấy. Khi mà mình đi vệ sinh ấy, thì máu nó có phun ra như là cắt tiết gà, kèm theo đau rát rất là khó chịu. Những cái buổi mà mình bị táo bón ấy, thì phải dặn, bệnh nó càng tăng thêm, càng nặng thêm, hình thành cái bú trĩ. Đầu tiên thì bú trĩ nó chỉ nhỏ thôi, nó thò thụt thôi. Nhưng mà sau này thì bú trĩ ngày một nó dài ra, lớn ra, nó không tự vào được nữa. Thế là mình thậm chí phải dùng cả tay để mình ấn nó vào. Mà đỉnh điểm là vào cái cuối năm 2018, ấy, cái đàn hồi của cái hậu môn ấy, nó kém, nó không có giãn được nữa. Khi mình ngồi xuống, cứ một lúc ấy, thì nó tỏi ra. Đau nó rát, nó cụm nên rất là khó chịu, rồi chảy nước nữa. Mà đặc biệt là vào cái mùa nóng, ngày nóng ấy, nó chảy cái dịch ra, nó hôi hám, khó chịu. Chú thấy bệnh nó càng ngày càng nặng lên, thì chú mới tức tốc phải đi bệnh viện Bạch Mai để khám. Thế thì bác sĩ mới kết luận là chú bị cái trĩ độ cuối độ 3 sang độ 4. Nhưng mà nguy hiểm hơn nữa là nó là có cái cục máu đông. Đấy, cho nên là bác sĩ cũng kê cái thuốc tan huyết khối và đáp lông. Cục máu đông thì cũng sau này nó bị tan đi và cái màu đỏ tím cũng không còn nữa, nhưng mà cái cục trĩ thì vẫn còn nguyên. Bộ đi vẹt chia ra làm 3 nhóm. Thứ nhất, cái nhóm là cái hạt rẻ ngựa, rutin là 2, diosmin là 3 và hescopidin là 4. Tác dụng rất tốt, nó làm bền thành mạch, có tác dụng chống viêm, giảm đau và khắc phục được các cái triệu chứng của các cái bệnh lý của trĩ, viêm, đau, chảy máu và cái giãn tĩnh mạch. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm nó cũng tác dụng bảo vệ thành mạch và nó có những cái vị chống oxy hóa cao, làm cho tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Đó là cái quả lý chua đen có rất nhiều C, thứ hai vỏ thông, thứ ba là hạt nho, thứ tư là cái bút chê rêu, và đặc biệt chính là cái bạch quả. Nó có tác dụng làm sao hoạt huyết mạnh, tránh ứ trệ mạch máu, và đồng thời nó cũng có tác dụng kháng viêm. Bodyvet kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, tất cả thảo dược đó nó được tập hợp vào trong một viên. Bodyvet nó làm bền thành mạch, giảm tê nhức này, đặc biệt nó phục hồi được cái mạch máu, trở lại cái sức khỏe của tĩnh mạch chi, giảm các cái triệu chứng tê tức buồn ở chân và nặng chân, cái chuột rút, phù, viêm loét, giảm rát hoặc đau da máu. Xu hướng thế giới hiện nay người ta đang làm là siêu nano. Siêu nano là gì? Là họ lọc bỏ các tạp chất và chỉ giữ lại những cái dược chất có tác dụng hữu hiệu đối với cái bệnh lý, và nó đi qua được hàng rào của tế bào đến thẳng cái tế bào đích, đến đúng cái vị trí của bệnh lý để nó phát huy tác dụng. Dùng Bodyvet dễ sử dụng, dễ bảo quản, và đồng thời là gì, đặc biệt nó không có tác dụng phụ. Như vậy là sản phẩm Bodyvet này không chỉ kết hợp với những công nghệ hiện đại trên thế giới mà còn tổng hợp của rất nhiều thảo dược quý mà bác sĩ đã chia sẻ. Từ ngày mắc suy giãn tĩnh mạch chân, cô Hằng không bao giờ ngờ được lại có một ngày sức khỏe của mình hồi phục tốt đến như thế. Cô có thể đứng hàng giờ tập thể dục, đạp xe đi bộ quanh làng, thăm thú anh em, bạn bè, nấu cho chồng con những bữa cơm ngon lành trong tình yêu thương và hạnh phúc. Tất cả là nhờ một giải pháp từ thảo dược rất hiệu quả mà cô sẵn lòng chia sẻ. Có một bà ấy mới lại giới thiệu Bodyvet, thấy uống đâu là cô thấy đỡ đấy. Nó nhẹ nhàng luôn. Mình đi thì cái chân nó cảm giác là nó thoải mái hơn là từ hôm nọ mà chú uống. Cứ mỗi ngày chuyển biến rõ ràng luôn, chứ không phải bảo rằng là nó từ từ cơ. Càng ngày nó càng đỡ dần. Người nó khoan khoái này, đi vào bếp đun nấu thoải mái, đứng không tê bì này, đêm nằm không chuột rút này, không phải gếch chân nữa. Cô ngủ ngon, ăn ngon, đi thì nó không bình bịch, mà đứng nó không tê bì. Chân tay thì nó xẹp hết cả, nó không phù nề gì cả, nó không đau đớn gì cả. Rất cảm ơn những tư vấn hữu ích của bác sĩ cũng như những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.